Rồi quay trở lại với phần 3. Ở đây Cloudify này nó có cho mình, tôi tạo cho thằng bây giờ tôi không có nhiều hạn chế, bắt tôi sử dụng thằng Cloudify cũng tương tự như vậy, bạn đăng ký đăng nhập gì đó rồi sau đó bạn nạp tiền vào, nạp mấy trăm ngàn bạn xài thoải mái. Đó, tôi có 600 ngàn này. Đó, bây giờ tôi sẽ tiến hành, vậy trước khi tiến hành thôi, trước khi tiến hành tôi làm một việc sau đây để tôi delete cái cũ đi để cho khỏi cái mới. Tôi đợi tôi một chút xíu. Ok, hỏi khỏi. Trước khi tiến hành, bây giờ tôi biết tiến hành, tôi tạo ra một cloud server. Xin ở đây lấy tôi xin một, nhưng mà nó không có được như bên kia. Cái đặc điểm của bên này là bởi vì nó có Kubernetes, và nhiều các loại khác giống như load balancer, load balancing và các ba API gateway, rất nhiều loại. Nhưng mà tôi thích bên này, còn cái phần này thì tôi không thích. Rồi bây giờ tôi mới tạo một cái cloud server, tôi mới tạo được rồi. Rồi tạo máy chủ. Rồi khi bạn như vậy á, bạn nạp tiền vô á, trên dòng này nó coi là đang dùng thử, bạn phải click vào là cái dùng thật thì nó mới được. Ok, bây giờ tôi chọn hệ điều hành là Ubuntu phiên bản mới nhất. Rồi tôi tiếp tục, tôi chọn cái gói là Premium. Nhưng mà mình thử rồi là cái gói này để coi cái con server mình nó chịu nổi không, để con server mình nó chịu nổi không. Tôi chọn là cái region là Hà Nội 1, Hà Nội 2. Rồi tôi chọn Hà Nội 1. Rồi tôi chọn là cái server của tôi là, bây giờ bạn nhìn này, cái này nó hết 1.000 đồng một giờ, bạn chạy 10 giờ 2 RAM 2 CPU. Bây giờ quay lại cái gói basic thì có 500 đồng một giờ, nhưng mà cái gói này thôi cũng được. Ổ cứng thì mình chọn nó cứ D cũng được. Mình không cần thêm ổ cứng. Rồi cấu hình nâng cao mình không cần. Giờ cái phần này nè, bạn nhìn thấy cái tự ESC không? Bây giờ bộ tôi với tiến hành thêm ESC, tôi bấm vào thêm và tôi import từ máy của tôi. Tôi đặt tên là bin sao. Rồi tôi bắt đầu tôi ưu tiên. Ê, xuất hiện như vậy, xuất hiện này, sau khi đó bạn bấm vào chuyện ở đây, bắt đầu nó dây đây cho bạn. Nếu mà bạn không di chuyển con chuột vào trong cái hình này nó đứng im, bạn phải di chuyển, bạn càng di chuyển nhiều thì nó cái bộ phức tạp generate của nó càng lớn, càng khiến cho bảo mật của mình nó càng cao. Rồi sau khi generate xong, tôi mới sell cái key này thành private key, sell nó lại, tôi bỏ đây là bin sell. Bởi vì tôi đã có một cái thằng test rồi, bin sell. Sell là bin sell, sell cái thằng bin, copy cái thằng này, đây là copy key, copy nó, đây là nó. Tôi đưa vào lên này, còn nó, còn mình giữ cái file private key để giải nét, để giải mã nó ra. Rồi tôi sau đó tôi bấm vào import. Rồi ở đây tôi tạo nhiều cái, bạn muốn tạo nhiều mấy cái gì cũng được. Rồi tôi có được cái bim sao. Ok, rồi có sao luôn mấy chủ không? Thôi tạm thời tôi tắt, tôi đang dạy học mà. Tiếp tục là có dùng user data không? Không. Số lượng mấy chủ là một, bây giờ số lượng cái máy chủ, tên máy chủ của tôi là bim, bim. Rồi sau đó tôi mới xác nhận thông tin, chi phí một tháng 370 ngàn, nhưng mà mình chỉ xài mấy tiếng thì nó có mấy ngàn à, mình xóa đi. Nhưng mà nếu mà xóa đi vậy thì tốn tài nguyên của người ta lắm. Đó, mình coi như xài mấy ngày mới xác định thông tin máy chủ. Đó, thanh toán tới hôm nay, thanh toán tới hôm nay là tôi xác nhận luôn, có ngàn mấy à. Có ngàn mấy rồi. Rồi thông tin máy chủ được gửi về địa chỉ email, tức là nó gửi về địa chỉ email của tôi. Bạn kiểm tra email không? Thông tin máy chủ. Rồi các bạn thời gian, để thời gian tôi tạo.
các bạn có thể dùng AWS cũng được, ECI, chuẩn ECI cũng được, nhưng mà tôi không có, tôi muốn làm của người Việt Nam à, để cho nó thân thiện với ngôn ngữ Việt Nam. Rồi khoảng mất khoảng mấy giây đó. Và tôi cố gắng refresh lại trở lại thì xem sao. Tại vì sao tôi chọn cái cấu hình cao? Bởi vì bạn có nhớ là cái khúc mà mình upload lên server không? Trời ơi. Kinh khủng. Rồi, ok. Máy chủ đã tặng thành công. Bây giờ tôi bấm vào đây tôi xem cái thông tin máy chủ. Xem cái thông tin máy chủ thôi. Cái tên máy chủ, cấu hình RAM, hệ điều hành, mặc định gì đó. Rồi cái user login là root, SHA key là bin theo, ngày tạo là bao nhiêu đó. Rồi có băng thông gì đó, Google gì đó. Cái mình quan tâm chính là cái public key bin này. Cái mình quan tâm chính là public key bin này. Đúng không? Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi SHA vào cái thằng máy chủ này của tôi. À, các bạn mở cho tôi cái phần UTXO generate, không cần nữa. Mở cho tôi cái phần UTXO lúc nãy. Tôi nói với bạn. Rồi, cái hot name chính là cái địa chỉ máy chủ. Mở lên. Bây giờ mình sẽ enter vào nó. Rồi, tiếp theo. Cái bọt thì thường luôn là 22 cho root. Rồi, cứ nào các bạn chọn vào enter, các bạn bấm vào code, chọn vào credential. Rồi các bạn browser tới cái thằng lúc nãy bạn lưu á, open nó, rồi cuối cùng tôi với open nó, accept nó, rồi login at root, vì mình đang là user root mà, và bắt đầu nó mới tiến hành nữa, nó authenticate, rồi ok tất cả đều đã xong, cái chủ nó đều xong rồi, xong tiến hành mất chủ, rồi tôi tạm thời tôi để đây, tôi quay trở lại cái code của mình, clear nó đi. Mình bắt đầu là tới cái deploy đúng không? Bây giờ register đúng không? Đăng ký create cloud xong đúng không? SSH vào được đúng không? Bây giờ mình thêm một cái nữa là SSH vào cái WinCP. Nếu từ ở đây bạn có thể copy từ cái file local lên cái máy chủ này được. Nhưng mà nó không thân thiện. Bởi đây là Linux, YouTube nên không có thân thiện. Nên tôi muốn các bạn download. Tôi mở WinSCP này lên. WinSCP lên. Và bên cái rồi, cái host name bây giờ cũng tương tự như vậy. Ở đây. Bắt vào đây. Username vẫn là rồi bấm vào cái event rồi mình với authentication và mình chọn tới cái private key y như lúc nãy luôn y như lúc nãy. Ok cả login yes cả không quá trình login vậy luôn rồi thằng trống như vậy mình chưa có gì hết. Bây giờ tôi vào cái tôi browser tới cái thằng này. Open nó ra. Toàn bộ cái code của mình nó ra trong đây, đúng không? Rồi, bây giờ mình đi setup cho cái thằng máy chủ này. Ở đây, tôi sẽ đi. Đúng không? Tôi đang đi setup này. À, tôi đi setup. Tôi chuẩn bị sẵn cho bạn một cái file setup. Tôi gọi là VBS. Setup VBS.
Một là bạn copy hẳn hết cái này bạn bỏ vào trên kia, nhưng mà bây giờ tôi phải làm gì? Mình copy gì? Mình setup gì? Chắc chắn mình phải cài Docker và Docker Compose. Sau đó mình disable từng lửa xong. Rồi. Bây giờ tôi copy một phát một. Đưa lên đây. Một là bạn bấm chuột phải, hai là bạn dùng Shift Insert, tôi với bấm chuột phải. Tôi enter một cái. Rồi, nó chờ nó setup một xíu đó, tại vì mình chạy nguyên một cục từ đầu đó, nó đâu quá. Có nghĩa là mình chạy từng dòng dòng một thôi. Nhưng mà nó đặc điểm của cái Ubuntu nó mạnh lắm. Để cho nó chạy setup thôi. Nó sẽ hơi lâu một chút xíu, kiên nhẫn. Các bạn coi tới cái video này thì các bạn cũng đã kiên nhẫn được. Rồi, ok. Nhất là mình cài từ và đó. Hay là khi mà bạn gõ cái từ mà Docker á, nó sẽ bị lỗi bởi vì nó không phát hiện ra mình đang ở root, mà mình phải tạo ra cho nó cái thằng user tên là Docker. Để mình gõ, ví dụ mình phải gõ sudo tiền rút, đúng không? Bây giờ mình tạo ra cho đi cài đặt Docker Compose. Khi nào chúng ta đặt gì? Enable cái Docker service này ra. Tôi biết enable Docker để nó issue ra. Rồi, tắt từng lửa đi. Tắt từng lửa đi. Nhiều trên EC2 nó bắt tắt từng lửa đó. Bây giờ mình cứ tắt đi. Mình sẽ cấu hình ở trên EC2 khác. Cái nó có cấu hình từng lửa. Sau khi làm xong rồi bây giờ kiểm Docker đúng không? Có không? Ok, và Docker cầm bông. Person. Person. Toàn bộ này nó còn. Rồi. Bây giờ một là bạn copy bằng lật, hai là bạn Vinesi. Ta có INV. Bây giờ có copy gì? Tôi viết tạo ra ở đây. Ôi thằng. Rồi, ok. Nhưng mà trước tiên nó đăng nhập vào cái Docker Hub. À trước lúc nãy lưu cái thằng cuộc á. À. Docker login trừ lưu username, username là Docker Hub của tôi á, Docker Hub của tôi á, Docker Hub mà, username, cái đây này này, username, từ OTC, tờ đã, yêu cầu tôi bắt buộc bây giờ. Chip insert nó không hiện ra đâu lúc ấy. Vậy đó. Nếu mà đúng quá trình thì đúng. Ok, nó sẽ set. Sau khi mình locker.
nằm ở đâu rồi đó. Wow, rồi. Bây giờ tôi tạo ra một cái folder, build một cái folder dictionary và tên là debug. Bây giờ tôi viết copy nè, đầu tiên là y. Ở đây. Hai, tôi không copy hai ngày, copy docker compose của tôi. Ba, tôi copy docker file. Tư rồi nó cứ tôi không cần. Bây giờ tôi chỉ cần chạy thằng này. Tôi sudo lại nè. Thì nó đó nó có chữ đồng loại. Bây giờ tôi viết cd và chữ đồng loại nè. Đúng không? Thì ls thì nó hát là danh sách. Đó, nó có. Okay. Bây giờ đầu tiên đúng quy trình là mình phải pull hai cái thằng email này về. Ok, tôi phải pull trên cái thằng này, pull nó về. Ok, docker pull như đây, pull cái email tên. Kể ra tôi sẽ phải tạo, tức là mình tạo ra một cái SH mà mình chạy nguyên phát một luôn chứ không có tạo chạy nhiều. Tôi đang dạy học mọi người, cứ bình tĩnh, mình cứ làm từng bước. Tôi buông nó về, buông đầu tiên lần sau, tiếp theo là tôi buông thằng bây giờ tưởng tượng như cái máy của tôi đang ở đây y như vậy luôn. Để đi tôi kiểm tra rằng trong Docker của tôi nó có gì, có mấy cái email đấy chưa. Rồi ok, nó có email. Bây giờ tôi đang ở đứng ở deploy. Bây giờ tôi cần chạy cái cách mình biết chắc chắn là nó rồi á, còn mình cần kiểm tra thì đang là compose. Khi compose chấm dạng ML mình rồi bắt ra ha. Rồi, nó có. Bây giờ mình y như lúc nãy ha. Chạy Docker compose như vậy luôn. File là chính là bây giờ không phải là dev nữa mà chấm up thì viết mod và mình có một cái thằng engine tổng mà nó chưa build log bao giờ sau á. Việc rồi bắt đầu nó tiến hành nó gần thì chắc chắn cái thằng deploy nó đang heo trách cho mình mà. Nó sẽ phải mất khoảng một thời gian. Rồi. Bây giờ internet copy cái địa chỉ. Lúc nãy mình gõ ở đây này. Lúc nãy mình gõ. Lúc nãy mình gõ luôn cuộc hot luôn. Bây giờ mình gõ vào cái địa chỉ thì mình bấm enter một phát luôn. Ok. Bây giờ tôi cho các bạn đó các tập được. Thì bây giờ mình sẽ đi thăm. Tức là bây giờ tôi sẽ các bạn về các bạn vừa tên miền. Đó. Tên miền của bạn. Cái tên miền đó nó đúng như vậy. Rồi tôi không muốn mua tên miền. Rồi bây giờ tôi load lên.
tót lên, đậm lên, kéo à. À, bây giờ lót thì mình chạy. Nhưng mà điều quan trọng là tôi với theo nó lại, tôi biết để đây. Vụ của chúng ta là đang đi tìm là cái server này nó có chịu nổi nếu mà cái tài của chúng ta hay không, đúng không? Bây giờ tôi tạo cái IP này đi, nhưng mà không ghi lóc ra, tôi sẽ truy cập vào cái thằng container đó, đúng không? Cái server á, để đúng không? BS2A. Tôi truy cập vào cái thằng container cần container của cái thằng này, tôi đâu có ba cái, một container của lốp lốp ba container của bin theo, một container server trang. Bây giờ mình truy cập vào cái container của cửa vlog ra, đúng không? Truy cập vào mình cần container mình vlog ra, Docker lock và cái container đi. Đó, nó chạy được đúng listen và nó lắng nghe này luôn. Rồi tiếp tục. Bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi load để coi nó chịu nổi không. À, tôi lại có một tôi load hai file nha. Tôi giả sử nha, bây giờ tôi sẽ copy ra một cái thằng khác. Không gần này nữa. 100 user coi có chịu nổi không. Tôi bấm tiền tôi load. Tôi load một file lớn hơn. Ở số 5 đây. Cũng 5 đây. Một file. Đây. Tôi biết tính làm tôi load. Thêm một chút xíu nữa. Thằng này nó chưa chạy tại vì tôi không đang chạy ở chế độ detox mode mà. Bây giờ tôi kiểm tra rằng là tôi vừa bị request 300 413. Tài lóc ra. Ok, thằng ít. Server bị 403. Ta nhìn coi cái thằng cần thuyết server này đấy. Có ta nhìn. Có đúng hay không? Đúng rồi. Server này đúng rồi. Request quá lớn. Request entity quá lớn, quá nó vượt quá cái mức chúng ta rồi. Tổng số lượng file này nó lớn rồi. Các bạn ơi. Tổng cái số lượng 100 file này nó quá lớn. Cái Nginx này nó không chịu nổi. Request tới cái Nginx này nó không chịu nổi. Bây giờ chúng ta load, chúng ta phải đi cấu hình lại nha. Cái thằng này, cái này nó lát cái thằng số 1 thôi em sao. Ok, thằng này lại được, bây giờ tôi lót này đây. Ok, nó lại được, nhưng mà thằng kia nó lại cái số lượng file nó lại lớn hơn cái thằng RAM của mình. Cái RAM của mình bây giờ là 4 GB, nhưng mà tại sao thằng này nó lại 600 mấy MB là vẫn dùng được, mà tại sao thằng này nó lại lớn, đúng không? Tôi có số 1, bây giờ tôi lót một cái thằng kỹ nghệ ai hai mấy mê rồi, xem nó như thế nào, tại sao thằng này nó quá lớn. Cái NGDIP, tức là cái NGDIP load balancer của mình nó không tải nổi. Không tải nổi. Tôi lấy một cái file nhỏ nhỏ hơn xíu, file này thôi. Rồi. Rồi, bây giờ mình đi xác định nguyên nhân là entity quá lớn. Boot error
quá lớn. Landmark body. TTB Climax Body chính xài không? Turn off. Bây giờ mình phải set. Bây giờ mình set Climax Body. You should increase 300 m. Tức là thằng này nó qua đây 300 m. Và trên cái thằng TTB này, đúng không? Ok, bây giờ nó quá lớn. Đấy nó đi, đúng không? Tôi với Docker, tôi với cầm bầu mà tao nó. Tôi đào nó. Tôi biết sửa rằng ok, tôi biết sửa rằng tưởng tượng rằng có thể easily larger than her. It's better to turn off the limit. Tức là nó nói vậy thì turn off. Đấy. Đúng không? Turn off the limit. Vậy thì quay trở lại cái code đây. Quay trở lại cái code này đây. Chúng ta quay vào cái code này. Dán cái gì vào đây rồi chúng ta quay vào đây này, ta xóa này đi, lết này đi, ta đưa thằng YAML này vào để tôi sẽ đã ghép nó luôn. Rồi bây giờ chúng ta phải kiểm tra thằng này ai nó bằng không không, dùng cái đoạn code này liền liền này rồi nhá. Bây giờ tôi đi vi một chấm chấm rồi ok, nó có cái thằng không không rồi. Mình phải có cái cầm bầu mà copy cái thằng này. Tôi phải copy. Config. Đó, nó có rồi. 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 Rồi, bây giờ tôi biết xóa hết đi, xóa cái thằng này đi đi. Tôi cầm bầu rồi. Nhưng mà kiểm tra là có chạy hay không. Không bằng container đang chạy, nhưng mà cái thằng email á. Thật ra mình chạy mình build lại cũng được. Xóa nó đi để nó copy lại. Bây giờ tôi xóa. Email mà không có S nha. RM Easy for và mình bắt không rm bắt cái thằng tô và ok nó xong. Bây giờ mới chạy Docker cầm bầu và từ ép bầu chấm yaml up id thì tag mod lưu lại. Cái lỗi số lượng file mà nó lớn thì để xem coi cái họ hướng dẫn coi nó có hợp lý hay không. Nó bảo đảm bảo cái này, nó nghe mình có thêm một cái health check cho thằng backend đó, nhưng mà bởi vì cái thằng này nó đã phụ thuộc vào thằng backend rồi nên mình không cần. Theo eo chắc thì tức là mình ở trong từ phần em mình khơ nó tới đó, nhưng mà nãy giờ toàn bộ nó đều ổn rồi.
Ok tận bộ disable capability phép là ok. Bây giờ tôi đấy thì một có được có vẻ được có được vẻ được đó chăm phai có vẻ có này cái cốt đấy là được ha. Rồi ok đó là lập tức nó update nè. Bây giờ xem nó coi nào à, toàn mình lót lên ok bây giờ. Rồi sau khi toàn bộ nó xong bây giờ mình đã kiểm tra là mình lót này lên ok được ha lót này lên rồi chỉ cần các bạn chọn cái này về địa chỉ về cái domain chính của bạn thế là xong. Thế đây là cách trình mình trình bày các bạn build và deploy Open Beam Viewer dùng công nghệ Beam Tell trên một VPS à. Build và deploy quay trình đây thành tốt bạn.